ngày 11 tháng 7 năm 2021, Chúa Nhật 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Một hôm, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Suy niệm. Anh chị em thân mến, hãy sống tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Đó là giáo huấn quan trọng mà Chúa Giêsu muốn dạy cho hết mọi người môn đệ của Chúa, mà Thánh Marco thuật lại cho chúng ta trong trang tin mừng hôm nay. Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi. Chúng ta có tin vào điều đó không? Quả thực, với những người sống theo chủ nghĩa thực dụng, chắc chắn họ sẽ không chấp nhận giáo huấn trên của Chúa Giêsu. Làm sao có thể đi đó đây trong cuộc sống mà không có lấy một đồng xu dính túi? Làm sao họ có thể yên lòng ngủ ngon khi biết rằng gạo trong thùng đã hết sạch? Và còn biết bao điều lo lắng khác sẽ dằn vặt họ khi không có trong tay những thứ đó. Là người môn đệ của Chúa, chúng ta cũng nhiều lần rơi vào tình trạng của người sống thực dụng và thiếu tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Chúng ta cần biết chắc rằng Thiên Chúa luôn quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của chúng ta. Ngài biết tất cả và yêu thương chúng ta một cách trọn vẹn, đến nỗi Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta bao giờ. Ngài sẽ không bao giờ cho phép chúng ta thiếu những thứ chúng ta cần để có một cuộc sống đầy đủ và hiệu quả. Thiên Chúa có thể không ban cho chúng ta giàu có, nhưng không bao giờ Ngài để cho chúng ta bị hủy diệt vì thiếu tình thương. Thiên Chúa có thể để cho chúng ta đau khổ, nhưng Ngài không bao giờ để cho chúng ta thất vọng về sự hiện hữu của Chúa. Chúng ta có tin điều đó không? Đôi khi có thể khó tin, đôi khi có thể cảm thấy quá tải và tin rằng chúng ta phải tự lo liệu mọi thứ. Đúng là chúng ta được kêu gọi để dâng tất cả sức lực và tài năng của mình cho Chúa, để Người sử dụng chúng ta và làm việc qua chúng ta. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa là đấng chăm sóc chúng ta và là đấng quan tâm nhất đến mọi nhu cầu của chúng ta. Lạy Thánh Cả Du Xe, xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con luôn có được lòng phó thác cuộc đời chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Xin giúp chúng con biết noi gương Ngài để chúng con biết và chỉ làm theo những gì Chúa muốn. Amen.